mở gượng này kia. Tố thì ghét chứ. Không phải là nước chuột á. Ừ quá. Ở đó tụi chú ghét luôn á. Bây giờ xin quý vị dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Bùi Thế Hoài, 34 tuổi, em là nhân viên kỹ thuật. Em là ca hàng Phương Thảo, năm nay em 32 tuổi, hiện em đang là giáo viên. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Chúng em gặp nhau là trong phòng nhà trọ của em. Khi đó nhà chị gái của vợ thì là cuối hẻm. Nên mỗi khi vợ em ghé thăm anh chị thì phải đi qua nhà trọ của em. Em mỗi lần mà đi ngang phòng của chồng mình thì có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình không? Có, tại vì lúc đó em cũng hay qua nhà chị của em chơi, phải đi ngang cái phòng của ảnh. Lúc nào là đi ngang em cũng thấy rất là nhiều xe, cái hẻm đã chật rồi. Ra em đi ngang mà rất là bực bội, mà đi ngang còn nghe tiếng hú, rồi tiếng chọc ghẹo, rồi hít sáo này kia. Là hoàng hú. Mỗi khi là thấy có những cô gái qua thì mình tạo ra những cái âm thanh lạ để gây sự chú ý. Bạn gái đi ngang lúc đó em muốn chọc em nên là em thường xuyên cố tình để xe ở ngoài hẻm cho vợ em đi qua lại là khó. Rồi em ra em nhìn mặt nhưng mà cuối cùng cũng không xem được, tại vì vợ em bịt khẩu trang kín quá. Ủa nhưng mà nếu mà vợ em bịt khẩu trang hoài vậy thì cái lý do gì mà để mà em ráng em nhìn mặt cổ? Thì em chưa nhìn được thấy mặt thì em, nhưng mà em thấy cái dáng cao, eo thon, tóc dài xuân mượt cũng rất bắt mắt. À, đó là cái động cơ. Dạ, đó là cái động cơ. Chỉnh không cần chỉnh. Dạ. Rồi đến khi nào hú, cũng mới tháo mặt nạ xuống. Dạ không, em không có tháo. Em không tháo luôn hả? Em bước vô trong nhà chị rồi thì em mở ra. Còn trước khi về thì em phải trang bị kính hết đâu đó rồi mới đi qua. Rồi bao lâu thì em thấy được mặt vợ em? Có một dịp anh chị của vợ em là có đi Đà Lạt chơi thì thiếu người trở ra bến xe nên em là tình nguyện xin làm xe ôm. Và lúc đó là biết mặt. Thì lúc đó chúng em mới thực sự là nhìn mặt nhau. Cảm giác của em lúc đó thì rất là ngỡ ngàng. Tức là ngoài sức tưởng tượng. Tức là đẹp ngoài sức tưởng tượng. Dạ, cái dáng đã đẹp rồi. Mà cái khuôn mặt tôi đó đầy phúc hậu. Ôi trời ơi, ngồi nụ cười duyên dáng. Dạ. Lúc đó em có đứng em cầm về rồi em hú nữa không? Chưa có tóc bài đâu chị. Cái chị là chị ghét nhất. Đi đâu mà đi ngang một cái người con trai mà quýt sáo hay là làm những cái chuyện mà gượng này kia. Tụi chị ghét. Không phải nước chuột á. Ừ đó, chuột á. Đó tụi chú ghét luôn á. Tôi đàn ông người ghét luôn á. Dạ, đó. Lúc đó em cũng ghét lắm á chị. Nhưng mà chắc là ghét của nào thì trao của nó. Em ơi, nhưng mà cái lúc mà em đi với anh á thì em biết thằng cha này là trong cái ban nhóm mà hú hí mình không? Dạ, thì tới lúc đó em mới biết. Rồi cái cảm giác em sao? Thật ra thì trước lúc đó em cũng đã nhìn thoáng thấy cái mặt ảnh rồi, cũng thoáng thấy cái mũi cao cao. Tại lúc đó là em chị em đi chơi về thì anh thấy anh đang ngồi anh chà cái nồi bóng mà sạch là như mới vậy đó, thì em nghĩ trong bụng cho anh này cũng được, thấy bộ nấu cơm nè, rửa nồi rửa bát ở mình độc thân cũng được, cũng có cảm tình. Thực ra thì cái nồi đó là không phải do em rửa sạch như vậy mà là của bà chủ nhà. Bây giờ ủa vậy thì sau bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? 6 tháng vợ em nhận lời. Vậy thì hai bạn trong thời gian yêu nhau thì có thuận lợi không? Ra thì lúc đầu thì ba mẹ của em á là không có ủng hộ mối quan hệ của tụi em. Do là anh chị cũng biết là ảnh ở trọ mà quê ở Nam Định lận, xa quá. Mà ba mẹ em thì rất là thương con, sợ là khi mà yêu nhau là ảnh dụ em hay là sao đó rồi dắt đi mất tiêu về quê không biết chỗ tìm. Ra ba mẹ em không có đồng ý. Nhờ tụi em giả vờ là chia tay nhưng thật ra là vẫn tiếp tục tìm hiểu nhau. Có nghĩa là giả bộ chia tay mà vẫn lén lút yêu nhau. Dạ. Lén sao trời? Trời cực lắm đó chị. Cực sao? Yêu theo kiểu bộ đội, tức là đánh du kích. Đánh du kích và đánh đầu. Sao đánh như thế nào? Cứ 2-3 tuần thì gặp nhau lần. Nhưng muốn gặp nhau thì em nhờ con bạn thân á, cô bạn thân á, cứ giả vờ là qua rủ em đi chơi. Rồi nó chở em đến chỗ điểm hẹn. Thì em đi chơi với bộ em, nó chơi với bộ nó. Lát nữa hết giờ hai đứa tập hợp lại đi về. Rồi vậy thì đánh du kích như vậy trong bao nhiêu lâu thì các bạn thưa chuyện với gia đình? Sau 3 năm chính thức là về thưa chuyện với ba mẹ. Có nghĩa là có sự nghiệp rồi. Dạ. Có nhà rồi. Dạ. Có công việc rồi. Trời sao giỏi vậy? 3 năm mua trong 3 năm nhà. Rồi trong thời gian mà 3 năm đó em có bị ép lấy chồng không? Ba mẹ có ép lấy chồng. Ba mẹ em cũng nghĩ là chắc là hai đứa này chia tay rồi. Mà sao không có thấy nó quen đứa nào khác. Thì mẹ em cũng giới thiệu vài anh mà con của bạn của mẹ. Đó. Thì em cũng có kể cho anh Hoài nghe. Thì anh Hoài mới cũng buồn lắm, thấy ảnh cũng rung rúng nước mắt, cũng khóc, em thấy cũng thương ghê. Xong ảnh còn nói một câu là mai mà anh đã tới là anh sẽ mua 500 mắm tôm anh tát ảnh.
Vậy thì khoảng bao lâu thì hai bạn mới tiến tới hôn nhân? Từ lúc mà công khai ra đó, là đến 8 tháng sau. Rồi sau khi cưới nhau thì hai bạn có phát hiện điều gì bất ngờ ở người bạn đời của mình không? Hồi xưa lúc quen nhau do đi chơi thời gian gặp cũng ít nên không biết. Khi cưới nhau rồi mới biết là ảnh mê phim kiếm hiệp, cực kỳ mê phim kiếm hiệp. Mê sao, cái mức độ mê là có lần là cha thì ngồi coi kiếm hiệp, còn con hả khóc to thật to, em dưới bếp em nghe mà anh không nghe. Hoặc là trên phim kiếm hiệp dù người ta đánh đường này anh né, đánh đường kia anh né. Đẹp quá hả? Dạ. Thậm chí là coi như là cái ảnh đã trở thành cái nhân vật chính trong phim đó. Thậm chí nhiều khi ảnh ngồi cái chị biết là anh làm cái động tác như là rồi em cũng biết là cả thứ đó anh đang làm vận công đó, gọi là vận công đó. Dạ. Tới giờ vẫn còn không? Dạ còn chứ. Vẫn còn. Dạ. Mê lắm. Mê lắm hả? Mà em có chịu đựng được cái mê đó không? Nhiều khi hai đứa gây nhau vì chuyện đó chứ. Thí dụ giờ thay vì mê đó mà đi giờ mê con gái ngoài đường em chọn cái mê nào? Thôi thạp mê đó đỡ. Nó còn cái tật xấu của vợ. Tật xấu của vợ em thì trang điểm của vợ em rất là lâu, lâu quá luôn. Theo em thì cũng không có lâu đâu chị. Bao nhiêu thời gian? Chừng 2-3 tiếng thôi. Trời ơi. Thì từ tắm rửa, ủi đồ, các thứ rồi phụ kiện này kia thì cỡ vậy thôi mà ảnh cứ than là lâu. À, công nhận bạn chuẩn bị cho cái vẻ đẹp của mình đã thời gian ngắn ghê vậy. Rồi nói nghe nè, chồng em á ngoài cái coi phim chưởng mê ra còn có mê nhậu không? Dạ mà nhậu thì không phải là mê nhậu mà em thấy là yêu bạn. Ví dụ như bạn thời sinh viên rủ đi cũng đi. Xong qua ngày mai mà có bạn ở công ty cũ cũng đi, ngày mốt cái bạn ở công ty mới cũng đi, rồi bữa sau nữa hàng xóm cũ đi, hàng xóm mới cũng đi. Thà là không ai gọi thì thôi, còn có người gọi đi. Còn bạn Hà Nội vào là cứ dành cả ngày từ sáng tới chiều đi chơi. Mà bạn đó là bạn dấu cộng hay dấu trừ? Dấu cộng. À dấu cộng. Dạ, dấu trừ là chắc không xong với em rồi. Vậy à. Chị nói nghe nè, thực ra vợ em á có cái đề nghị là em bớt yêu bạn đi á thì cũng có lý, chứ không phải là không, tại vì em nhiều bạn quá. Bạn nào em cũng yêu hết trơn, cho dù bạn đó là dấu cộng đi chăng nữa thì cũng chiếm hết cái quỹ thời gian của em rồi. Đúng không? Em đâu còn thời gian dành cho vợ cho con nữa. Thực ra sau khi mà cưới nhau rồi ấy là em đã bớt đi là tới 30% rồi. Còn lại 70% nữa là em cũng mong muốn là vợ em cũng hiểu cho em cái tình cảm rồi đó. Theo chị nghĩ là 50-50. Chứ bây giờ mình phải dành cái quỹ thời gian của mình cho vợ cho con mình nhiều hơn chứ. Đúng không? Được không? Chấp nhận 50-50 rồi. Bên đây mấy tiếng? Thôi thì 2 tiếng rưỡi thôi. Chị nghĩ rằng á là thực ra khuôn mặt của em á, em chả cần làm gì nó cũng đẹp. Chỉ cần cái tóc gọn gàng, ăn mặc cho nó lịch lãm, chút son rồi một chút xíu phấn là đẹp rồi. Nếu là chị đó, tin không? 20 phút. Nhưng mà trong thời điểm này á, có thể là cho vợ em 40 phút đi để chuẩn bị. Được chưa? Nhất trí. Nhất trí. Chị đẹp cái coi hai người. Rồi, rồi xin cảm ơn hai bạn. Em học. Rồi. À, xin cảm ơn hai bạn. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta sẽ có 4 phần quà có giá trị như sau. Phần quà đầu tiên đó chính là một máy khử độc diệt khuẩn Oshima trị giá 2.750.000 đồng. Phần quà thứ hai đó chính là một bếp ga âm khí Kiqua và một máy hút khói diệt khuẩn Kiqua. Kiqua thương hiệu của sự an toàn và chất lượng hàng đầu do công ty Mekong tài trợ. Và món quà thứ ba đó là một bộ sản phẩm chăn ga gối cao cấp trị giá 2.070.000 đồng do thương hiệu Cushino tài trợ. Cushino cho giấc ngủ thơm ngon. Và món quà thứ tư là món quà hết sức hấp dẫn, đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần kiểm tra hiểu ý. Nghe kỹ nha hai cô dâu. Tên người bạn thân nhất của chồng bạn tên là gì? Người bạn thân nhất của chồng bạn tên gì? Nào bắt đầu. Tên người bạn thân nhất của chồng bạn là gì? 1, 2, 3. Không có, là em. Bạn thân nhất của chồng bạn tên là không có. Còn hai bạn Hoa và Thảo. Nào, 1, 2, 3. Hưng. Hưng. Sau đây Thuận sẽ đếm 1, 2, 3. Cặp vợ chồng của bạn hãy nói thật nhanh là cặp vợ chồng bạn sẽ chọn màu gì nha. Nào, 1, 2, 3. Màu hồng. Màu hường. Còn bên đây. Rồi, cặp vợ chồng này, 1, 2, 3. Màu vàng. Màu vàng lên đây. Rồi các bạn. Và bây giờ Quốc Thuận và Hồng Vân sẽ mở trước để xem coi ai sẽ là người may mắn nhận được miếng cước chùi nồi. Nào, 1, 2, 3. Wow.
Như vậy là chị Hồng Vân đã được may mắn nhận được miếng cước chưa nồi. Còn bây giờ là hai cặp vợ chồng của chúng ta để xem họ sẽ nhận được món quà gì đây. 1, 2, 3. Xin chúc mừng cặp vợ chồng Danh và Phương đã may mắn nhận được một bếp ga âm kiến Kiqua và một máy hút khói diệt khuẩn Kiqua. Kiqua thương hiệu của sự an toàn và chất lượng hàng đầu. Trị giá của bộ sản phẩm này đó là 4.500.000 đồng cho công ty Mekong tài trợ. Xin chúc mừng cặp vợ chồng Hoài và Thảo đã nhận được một bộ sản phẩm chăn gối cao cấp trị giá 2.070.000 đồng do thương hiệu Cushino tài trợ. Cushino cho giấc ngủ thêm ngon. Quý vị khán giả nhớ nha, tất cả những cái thư góp ý yêu cầu hoặc là tham gia chương trình Vợ Chồng Son, quý vị hãy gửi vào email mà chúng tôi chạy ở dưới màn hình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin được phép khép lại. Xin hẹn quý vị vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7 vào lúc 22 giờ để đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.